chào các bạn. Hiện nay mình đang đứng ở nơi mà con sông Đáy bắt đầu chảy vào thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Phong cảnh ở đây rất là đẹp. Một bên là một dòng sông và một bên là bãi ngô xanh mướt với những mái nhà thấp thoáng. Đó, đây đằng sau mình chính là bắt đầu của thôn Bài Lâm Hạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về thôn Bài Lâm Hạ, nơi mình đang sinh sống và mình trưởng thành ở đây. Chúng ta bắt đầu. Khi con sông Đáy chảy về tới đây thì lượn một vòng tạo thành một cái hình cái ủng, và thôn Bài Lâm Hạ chính là ở ven bờ sông hình núi ủng các bạn. Đây là con đường ven sông mà ngày xưa thì khi chưa kè sông thì đây là những cái dạng tre mà buổi trưa thì trẻ con và các người già hay ra hóng mát các bạn. Trục đường chính mà chạy dọc theo làng đã được trải nhựa áp phan, rất là sạch đẹp các bạn. Điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đây là đình làng. Đình làng thôn Bài Lâm Hạ thì thờ phụng Dương Cảnh Thành Hoàng, Linh Thánh Dũng Phù Minh Huệ Cổ Công Đại Vương. Đó. Thế dựa vào gia phả, dựa vào học phả Hàn Lâm Viện do học sĩ Nguyễn Đức Phụng soạn thảo năm Hồng Phúc, tức là năm 1572. Phía trước cửa đình là một cái ao sen, nếu là mùa sen thì rất là đẹp. Và đình làng thì cũng mới được xây dựng lại cách đây mấy năm thôi, do nhân dân và những bà người con xa quê đóng góp. Còn đây là một cái cổng của một cái xóm nhỏ các bạn, một cái cổng cổ còn lại, xây dựng năm 1943, thời phong kiến. Thế thì đặc điểm là thôn Bài Lâm Hạ, hoặc nói riêng và xã Hồng Quang nói chung ấy, là nằm ở vùng vành đai trắng, tức là vùng giáp với dãy núi Hòa Bình, cho nên là Pháp lập ra một cái vành đai trắng để ngăn chặn các nghĩa quân ở vùng núi xuống. Cái điểm tiếp theo là chúng ta dừng lại ở chùa Viên Phúc. Đây là cổng chùa các bạn. Chúng ta bắt đầu bước vào chùa với cổng bên tay phải. Sân chùa bây giờ là toàn cây xanh rồi. Thế thì chùa đây cũng là chùa mới xây dựng các bạn, bởi vì như tôi đã nói, thôn Bài Lâm Hạ nằm ở vành đá trắng, cho nên là thi thoảng là giặc Pháp lại điều quân xuống để tàn phá các cái làng mạc dưới này. Cho nên là dân ở đây mỗi một lần mà quân Pháp tàn sát ấy, càn quét, thì thường là chạy vào vùng núi phía Hương Sơn, thế và để vườn không nhà trống. Và khi mà Pháp tràn vào thì tất cả các cái nhà cửa là bị phá, bị đốt, cho nên là người dân đa số là chỉ cần sau này xây dựng lại thôi, không có những công trình cổ. Đấy, chùa Viên Phúc cũng vậy các bạn, cũng là mới xây dựng, còn lại thì ngày xưa bị đốt phá hết rồi. Rất là đẹp. Tiếp theo thì các bạn đến với cây dưới. Tôi hỏi các cụ cao niên thì không cụ nào nhớ là cây dưới này có từ bao giờ. Nhưng thực sự là cây dưới này rất linh thiêng, bởi vì đã có một số người dân chặt cành và đã bị
giống như là thánh vật ấy, là bị ngộ, bị điên, rồi bị các cái ngạn. Cây dối này rất là cổ thụ rồi, có nhiều cành khô rơi xuống và các cụ trong làng là phải làm các cái cột bê tông để chống. Đó, các bạn thấy cành lá rất là xum xuê. Cây dối này nằm ngay trước miếu bà các bạn. Đó. Tiếp theo là chúng ta vào đền của thôn Bà Lâm Hạ. Dưới một cái vòm cây rất là trong lành, thanh mát, yên tĩnh. Đền có tên là đền Đức Thánh Thượng, nơi thờ phụng đương cảnh thành hoàng linh thánh Dũng Phù Minh Huệ Cổ Công Đại Vương. Đó. Hiện tại đây thì có ông Từ trông coi, và bên cạnh là một cái cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê. Thế thì thời xưa khi chúng tôi nhỏ thì ở dưới chùa cũng có một cây đa cổ thụ, tuy nhiên thì đã bị chết. Tiếp theo thì đây là hình ảnh sân bóng của làng. Vào các cái buổi chiều thì thanh niên cùng với các em thiếu nhi là ra đây vui chơi. Xưa kia thì người dân thôn Bà Lâm Hạ chủ yếu làm nghề trồng dâu nuôi tằm. Thủ công thì có đan lát, còn làm nông thì mỗi một người là có hơn một sào ruộng thôi, ruộng rất là ít. Thế và đây là con cầu bắc qua sông đáy để sang bên Hương Sơn Mỹ Đức các bạn. Đó. Thế thì cầu này có tên là cầu Đục Khê các bạn nhé. Và nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp có cái câu thơ là gì? Đò đi qua bến đục, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em khẽ nói Nam Mô A Di Đà. Thì bến đục trong cái câu thơ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp chính là chỗ này các bạn. Đó, ngày xưa thì có một cái con suối từ bến đục này chảy vào trong suối Yên. Thế và người đi đò thì là người ta thường là đi bằng thuyền, tới chỗ này thì rẽ vào suối Yến và vào trong chùa. Thế và chính cái nơi này là nơi mà tôi rất hay chụp ảnh các cái buổi thì giáng chiều. Và đây là một cái đoạn phim mà tôi quay tham lát để các bạn nhìn. Đấy, bầu trời hòa cùng với dòng sông rất là đẹp trong cái cảnh giáng chiều. Trở lại đầu cầu thì đây chính là con đường 74 đường tỉnh các bạn, nối quốc lộ 21B vào trong chùa Hương. Đó, thì đây gọi là xóm bến này, có cái bến xe Đục Khê, ngày xưa là bến xe Đục Khê, nay đổi thành bến xe Hồng Quang rồi. Hình mà ảnh các bạn đang nhìn đây là cái miếu ở quán nhá. Ngày xưa cái chỗ này là có cây lim cổ thụ và những cái cây cối um tùm, ai đi qua đây cũng rần rợn, và theo các cụ thì thần linh hay hiện ở đây, chính vì vậy có cái quán như vậy. Bây giờ thì tôi cùng các bạn sẽ xuống cuối làng. Đây là điểm cuối của làng các bạn này. Đó, làng Bài Hạ thì men theo dòng sông đáy. Điểm đầu làng tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Còn đây là điểm cuối làng. Từ đây thì chúng ta nhìn lên thì chúng ta cũng thấy cầu Đục Khê kia rồi. Đó. Tôi làm bên nghề giáo dục và qua nhiều thế hệ học trò thì tôi thấy thế này. Học sinh ở Bài Hạ thì rất thông minh, tuy nhiên thì cũng rất cá tính, quật cường.
Hôm nay thì tôi giới thiệu với các bạn một số hình ảnh của thôn Bà Lâm Hạ. Thế và video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.